Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Hồ Ly hay Hồ Gián Vậy, tập 12. Đây, ăn đi. Vẫn làm phần cơm cho hai người. Vợ làm món này cho ta đấy hả? Vợ giỏi quá à. Nguyên liệu nấu được chọn kỹ, bày biện hoàn mỹ. Dù không có mùi vị, nhưng bổn đại nhân nhất định cũng sẽ ăn sạch sẽ món đồ cúng này. Đừng gọi tôi là vợ, tôi có tên mà. Nhưng vợ là vợ mà. Quên mất, ngài là Phót. Ăn không cảm nhận được vị, vẫn nên thôi đi. Không được, không được, không được. Thích nhất nhiên. Rất tốt. Quả nhiên các chạy cuốn vẫn hữu dụng. Wow. Rõ ràng A Liễu đã nhắc mình là phải hòa hợp với loài người mới được. Lúc trước vẫn lộn xộn quá. Để được sống, Tiếp còn thích nhất nhiên, sau này nhất định phải cẩn thận thích nghi với cuộc sống của loài người hơn. Sức mạnh của thần có thể che giấu thần trí của người thường, khiến người thường khó nhận ra vẻ ngoài và phong thái khác thường của thần. Nhưng sử dụng thần lực quá mức vẫn sẽ khiến loài người chú ý. Đương nhiên, thích nhất nhiên không giống thế. Nếu bọn ta có khế ước, em ấy có thể nhìn thấy hình dáng thật sự của ta. Tuy có thể là em ấy có chút hiểu lầm với ta, nhưng ta cảm nhận được, có lẽ em ấy thích ta nhỉ? Sao cứ nhìn tôi chầm chầm thế? Lần sau ta vẫn ăn cơm cùng em được không? Lần sau bàn tiếp. Nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cần xin lỗi thiên người không nhỉ? Thôi bỏ đi, lo lắng của mình dư thừa thiệt. Ta thật sự rất thích em. Đặc điểm, cho ăn một tí mà đã bày tỏ yêu thích với chủ nuôi, cũng rất giống chó. Ngày hôn mê đổ mồ hôi khắp người, ăn xong thì đi tắm rồi mới được ngủ. Không thích nước lạnh. Dùng phép thuật làm sạch, bồng bềnh sạch sẽ. Dù sao Thiên Nguyệt đại nhân cũng có phép thuật, lúc nào cũng rất sạch sẽ. Đừng nói là ngày chưa tắm bao giờ nhé. Dù sao pháp lực của bổn đại nhân cũng cao cường mà. Thật ra là rất lâu rồi không tắm. Sau này không tắm thì đừng hòng bước vào cửa nhà tôi. Nhưng mà nước đáng ghét lắm á. Bùm. Không ngờ lại ấm ấm. Chắc là na ná tắm chó nhỉ. Phối hợp vài phút, tắm xong, ngài muốn làm gì cũng được. Bắt đầu từ tay trái, tôi tắm cho ngài. Ngoan. Ta thích tắm, cũng thích nhất nhiên. Thoải mái quá đi. Tắm trong núi với A Liễu lạnh lắm. A Liễu còn nói đấy là tu luyện. Đừng lấy cớ cho việc thích ở dơ. Phải rửa đệm chân. Bùm. Thoải mái tới biến hình. Sao hỏng làm tiếp vậy? Bây giờ có tay có chân rồi, tự tắm đi. Đây là nước nóng, đây là khăn lông mới, đây là xà bông. Dùng cho người hay chó đều có. Phục. Ào ào. Xài như vậy hả?
Học cũng nhanh ghê ha. Thích nhất Nhiên ơi, hình như mùa khách tượng trưng cho thân phận vợ của em lại xuất hiện rồi. Không ổn, miếng dán che mùi dính nước nên bắt đầu mất hiệu lực rồi. Học học, thích nhất Nhiên, bây giờ em thơm thiệt á.